Con gái mà xấu thiệt thòi rất là nhiều, cực kỳ nhiều luôn, không phải là bình thường đâu. Trong nhà có bốn anh chị em, Duyên xấu hơn hẳn với trán dô, mũi gãy, miệng hô và làn da đen sạm. Suốt thời gian đi học, cô bé luôn là mục tiêu trêu chọc của bạn bè. Học hết cấp 2, Duyên không muốn tiếp tục chuỗi ngày vô hình trong lớp nên nghỉ học vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm việc làm. Nhưng đi đến đâu, cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ chối. Xin việc thì xin không đâu người ta nhận hết. Người ta bảo có chỗ thì được. Vào chưa vào xin người ta đã lắc đầu rồi. Năm 2014, Duyên kết hôn với người đàn ông hơn mình 5 tuổi, làm nghề trang trí nội thất, quê Nam Định. Bố mẹ chồng không dự cưới vì phản đối con trai độc nhất lấy vợ quá xấu. Tết đến, chồng Duyên cũng không dám đưa vợ về quê. Cô chia tay chồng khi còn mới 5 tháng, giấu cả gia đình, rồi bế con về Hà Nội, thuê một phòng trọ nhỏ để bán hàng online, tháng cũng được khoảng 4 triệu đồng. Kêu là chồng thì nói là em muốn về nhà thì em phải đẹp. Xong có những lúc vang những câu như là em đi một mình em còn cảm thấy em tự ti, huống chi em đi cùng người khác. Em đi cùng chồng, cùng gia đình chồng này kia. Lúc đấy nói chung là cái sự mà uất hận ở trong lòng nó nên gọi là tột đỉnh luôn. Tháng 7 năm 2018, khi phong trào bán hàng livestream rộ lên trên mạng, Duyên cũng tập tành thử bán. Nhưng vừa mới ló mặt lên vài ngày, cô đã nhận vô số bình luận tiêu cực như xấu thế mà dám làm livestream, nhìn thấy là đã không muốn mua hàng, tắt mặt đi giùm cái. Họ nói như này, có người thì kêu là bán răng à, nên đây bán răng à, có người thì bảo nên đây sủa à, và có những người thì bảo con này xấu khủng khiếp mà xấu, tao không còn chỗ để chê mày. Thì có những người thì nói là em ơi lên đây bán thìa à. Rồi có những người thì bảo là em ơi nhà anh không có đu đủ, hay nhà chị không có bán đu đủ đâu nên không có cần thìa. May mắn mỉm cười với Duyên khi cô được bác sĩ Tống Thanh Hải tìm gặp và muốn phẫu thuật thay đổi khuôn mặt miễn phí cho cô. Cũng phải động viên bạn ngay từ phía bạn ấy là bạn ấy gầy quá. Thì bây giờ sợ không đảm bảo được sức khỏe vì là mình lên kế hoạch là mình có phải là mình phẫu thuật một cái đâu. Mình phẫu thuật là hàm này rồi tất cả các bộ phận ở trên khuôn mặt đấy. Thì mình phải động viên bạn là phải ăn uống thật nhiều. Phải nghĩa là phải uống sữa rồi ăn uống thật nhiều. Nên bạn ấy bảo em làm gì có tiền. Thế mình lại cũng phải xác định là cái quá trình tài trợ thì nó cũng phải gồm đầy đủ như thế. Không những tài trợ cho bạn về phẫu thuật mà phải tài trợ cho bạn về cả những cái quá trình mà trước và trong và sau hậu phẫu như thế. Sau khi thuyết phục được Duyên, bác sĩ Hải và ekip đã họp bàn và trao đổi phương án để phẫu thuật thẩm mỹ cho cô. Các bác sĩ đã tiến hành gọt hàm, chỉnh hô, độn thái dương cho cô gái kém may mắn về sắc đẹp này. Bạn ấy hoàn thiện rồi, cũng cảm thấy thế này thì so với mọi người thì cũng được được. Nhưng mà chính là cái cộng đồng mạng là cái động lực, với cả hay là mọi người từ cộng đồng mạng người ta khen lại, người ta mới chỉ cho mình là điểm này là vẫn giữ nét của bạn ấy, điểm kia là thấy đây đúng là bạn Duyên, xong là điểm này thì là xinh tuyệt vời, cái điểm này là xuất sắc, nghĩa là tự cộng đồng mạng họ sẽ đưa ra những cái nhận xét rất là khách quan như thế. Mà đa phần là như thế thì mình mới thấy lúc đấy mình mới cảm thấy là cái niềm vui nó mới rào rạt lên, chứ còn bình thường thì lúc làm xong thì không thấy vấn đề gì. Từng giảm 6kg sau cú sốc bị miệt thị, Duyên giờ trở nên xinh đẹp, tự tin hơn nhiều sau khi làm lại mặt. Mẹ em thì không nhận ra em và khóc rất là nhiều. Thì mẹ em bảo là con đẹp quá cũng khóc, mà xấu quá cũng khóc. Thì bây giờ thì mừng cho em, để thay đổi được và cũng tốt hơn trong cuộc sống, để đỡ bị mọi người chê mắng, dè bị ngày xưa. Thì bạn bè có hay trách móc thì trên em nhiều quá, em về em hay trách mẹ là sao mẹ để con ra xấu thế. Thì mẹ em thì lúc đấy mẹ cũng buồn, mẹ em khóc luôn ấy. Mẹ bảo là mẹ nào có nặng thì con ra, thì trời cho sao thì mẹ sinh ra như thế, chứ làm sao nặng được, ai có muốn con mình như thế đâu. Lúc đấy sau một thời gian thì em lớn lên ấy, thì em biết suy nghĩ hơn thì đỡ hơn, em không còn trách mẹ nữa. Từ giả những chiếc khẩu trang, những ngày tháng gặp người ngoài phải cúi gằm mặt,
mong vô hình ở bất cứ cuộc tụ họp nào. Duyên giờ đã tự tin hơn khi bước vào cuộc sống với một khuôn mặt mới và một công việc mới nhiều thuận lợi, chấm dứt những chuỗi ngày sống mòn mỏi trong đau khổ, vất vả mưu sinh ở thủ đô. 6 bức tranh khắc họa lại 6 siêu phẩm hội họa nổi tiếng thế giới vừa được bán với giá 2,7 tỷ đồng. Chủ nhân của 6 bức họa đặc biệt này là ông David A. Linden, 52 tuổi đến từ Bournemouth, Dorset của nước Anh. Mỗi bức tranh siêu nhỏ với kích thước lọt qua lỗ kim, muốn chiêm ngưỡng phải sử dụng kính hiển vi. Chúng được bán ra với giá 15.000 bảng cho mỗi bức. 6 bức tranh lọt lỗ kim tái hiện lại những siêu phẩm hội họa, gồm bức Tiếng Thét của danh họa Edvard Munch, bức Hoa Súng của Claude Monet, bức Đêm Đầy Sao và Hoa Hướng Dương của Van Gogh, Cô Gái Đeo Khuyên Tai Ngọc Trai của danh họa Johannes Vermeer, bức Cô Bé và Trái Bóng Bay của nghệ sĩ graffiti đường phố Banksy. Tháng 10 là thời điểm vùng trồng nho cổ nổi tiếng ở Montmartre Paris đẹp nhất. Cứ vào dịp này, Montmartre lại tổ chức lễ hội, các tour du lịch tham quan, các vườn nho, nếm rượu. Đây là cơ hội tuyệt vời để du khách được nếm thử các đặc sản của vùng. Đã trở thành truyền thống suốt hơn 90 năm qua, mùa thu hoạch rượu nho là thời điểm các nhà vườn trên đồi Montmartre cùng vinh danh truyền thống sản xuất rượu nho cũng như nghệ thuật sản xuất rượu vang tinh túy của nước Pháp. Những gốc nho ở đây đã được trồng từ những năm 1930, không thể so sánh rượu nho ở Montmartre với bất cứ nơi nào khác. Rượu của chúng tôi có hương vị độc nhất, không nơi nào có được. Montmartre là vùng đất có lịch sử lâu đời, một di sản văn hóa to lớn gắn với đời sống của người dân Paris. Đây cũng là vùng trồng nho và sản xuất rượu lớn nhất ngay giữa thủ đô Paris. Mỗi năm, các nhà vườn trồng nho sản xuất khoảng 1.500 chai rượu, loại nửa lít. Rượu được đóng trong những chiếc chai do các nghệ sĩ địa phương thiết kế và bán cho khách du lịch đến dự lễ hội. Toàn bộ nguồn thu được dùng cho các hoạt động từ thiện trong vùng. Các hoạt động này không đơn giản chỉ là để vinh danh truyền thống sản xuất rượu vang, mà nó còn tạo ra những lợi ích xã hội, hướng tới xã hội. Nó cũng là nguyên nhân khiến lễ hội thu hoạch rượu nho của chúng tôi càng trở nên ý nghĩa hơn. Lễ hội thu hoạch nho sẽ kéo dài tới gần hết tháng 10 khi toàn bộ các vườn nho tại đây đều được thu hái xong. Do ảnh hưởng của đại dịch nên mùa thu hoạch nho năm nay dự kiến sẽ ít khách hơn mọi năm. Tại các khu ổ chuột ở Brazil, nhiều trẻ em không dám ra khỏi nhà vì lo sợ những mối nguy hiểm rình rập bên ngoài. Để tiếp thêm cho các em sức mạnh tinh thần, tăng lòng can đảm và có kỹ năng bảo vệ bản thân, một dự án dạy quyền Anh boxing tự vệ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được ra đời ở đất nước này. Cô bé Mariangela Pereira de Silva, 13 tuổi, sống ở khu ổ chuột Brazil, kể lại rằng cô bé đã suýt bị một người đàn ông lạ tấn công ở gần nhà vào đầu năm nay, khiến cô rất hoảng sợ. Cô bé cảm thấy mình phải làm điều gì đó và một thanh sô-cô-la đã giúp cô đi đến quyết định. Một tổ chức phi chính phủ địa phương thông báo tặng sô-cô-la cho bất kỳ trẻ em nào muốn tham gia học quyền Anh và De Silva đã lựa chọn theo học môn này tại đây. Cô bé cho biết mình rất yêu thích bộ môn này và đây là niềm đam mê mới của cô. Trước kia cháu chỉ ở trong nhà, không dám ra ngoài đường. Quyền Anh giúp cháu gan dạ hơn, dám bước ra khỏi nhà, hít thở không khí trong lành và luyện tập thể thao. De Silva giờ đây đã là học viên của dự án dạy quyền Anh tự vệ cho trẻ em ở Capão Redondo, một khu ổ chuột ở Sao Paulo, Brazil. Dự án đã thu hút sự chú ý bởi sự quan tâm gia tăng đối với môn thể thao này sau Thế vận hội mùa hè, nơi Brazil đã giành được thành tích lớn là 3 huy chương quyền Anh. Cháu tưởng tượng mình sẽ có một huy chương vàng trên cổ khiến mẹ tự hào và cháu sẽ cảm thấy hạnh phúc với chiến thắng của mình. Dự án được điều hành bởi một tổ chức phi chính phủ có tên là NAVE. NAVE được thành lập vào năm 2014 để cung cấp các chương trình giáo dục và văn hóa, nhưng vừa qua các hoạt động trong nhà đã bị tạm dừng do đại dịch COVID-19. Các môn thể thao tiếp tục diễn ra ngoài trời và NAVE đã thêm quyền Anh vào danh sách hoạt động của mình vào tháng 6 năm nay. Tổ chức này tin rằng việc cho phép các em nhỏ luyện tập trong một môi trường có kiểm soát như quyền Anh sẽ dạy cho các em cách kiềm chế sự nóng nảy của mình. Có nhiều người lớn và trẻ em đều có mong muốn thi đấu quyền Anh. Để leo lên các võ đài và tung các cú đấm, cần biết cách đối mặt với nỗi đau, thất bại và chiến thắng một cách thuần thục. Cô bé De Silva đã đi được bước đầu tiên, đó là ý chí thi đấu.
Qua quá trình luyện tập, De Silva cho thấy tiềm năng trở thành võ sĩ quyền Anh nhiều triển vọng. Cô bé nhanh chóng được giới thiệu đến Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Olympic của Sao Paulo. Với sự dạy dỗ của huấn luyện viên, cô học hỏi rất nhanh và được nhận xét là có thể tiến xa trên con đường thể thao. Tuy nhiên, các nhà vô địch trên thực tế không xuất hiện nhiều và mục tiêu chính của dự án dạy quyền Anh này là đảm bảo trẻ em có thêm kỹ năng bảo vệ bản thân, giữ cho chúng sự năng động và dạy chúng tính kỷ luật. Đối với tôi, các dự án xã hội trong cộng đồng khu ổ chuột vùng ngoại vi là tất cả mọi thứ cho một đứa trẻ ở đây. Đó là thứ sẽ thực sự biến đổi cuộc sống của chúng ta. Thông điệp của dự án đã gây được tiếng vang đối với những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và huấn luyện viên thuộc dự án này đã trở thành những người tiên phong, truyền cảm hứng thể thao cho các em nhỏ, giúp các em tự tin và mạnh mẽ hơn trong cuộc sống.